bọn mình có một cái bộ bài này chơi hai cái, mình hiểu đối phương kia ở điểm nào nhá. Hai bạn nói với đối phương một điểm mà bạn mến ở họ. Điều mà bạn không thích ở đối phương là gì? Hãy giữ ngược. Đã bao giờ cả hai từng nghĩ mình yêu nhau quá nhanh không? Vì sao? Nhanh hay không thì mình cũng nghĩ không quan trọng lắm đâu. Quan trọng là sống và yêu nhau như thế nào và cách yêu mọi đối phương với mình như thế nào. Kỷ niệm buồn nhất mà chúng mình đã có khi yêu nhau. Hôm đấy là hôm tôi ra sân bay đón ngầm. Một địa điểm gợi nhắc đến kỷ niệm của hai bạn. Thực ra là mình yêu nhau và mình cả ở bóng bia với cả ở nhà thôi nên là cũng không kỷ niệm gì quá nhiều lắm. Lý do ban đầu khiến cả hai thích nhau là gì? Điều bất ngờ gì mà đối phương đã tạo cho bạn? Ấn tượng mãi là ra sân bay đón bất ngờ đó. Nhưng đấy là kỷ niệm buồn của tôi mọi người ạ. Giữa cả hai, ai là người thường rủ đi chơi với nhau? 1, 2, 3. Giữa cả hai, ai là người thích chăm sóc cho đối phương hơn? 2, 3. Những phút giây bạn cảm thấy thiếu an toàn trong một mối quan hệ. Giữa hai bạn, ai là người nhẫn nhịn hơn trong mối quan hệ? Vì sao? 1, 2, 3. Lần giận nhau lâu rất lâu nhất giữa hai bạn là trong bao lâu? 1, 2, 3. Một ngày. Theo bạn, khoảng cách địa lý có khiến cho tình cảm giữa cả hai phai nhạt đi không? 2, 3. Có. Vì sao? Vì không chịu được. Bạn ấn tượng gì về khuôn mặt của đối phương? Ủa các bạn ơi, trước khi tôi quay gì nha, để hỏi nha. Khuôn mặt của mình không? Bạn ấy mặc rất là loè loẹt, đủ hết màu sắc trên cuộc đời luôn. Không chấp nhận được cái khuôn mặt. Nếu đôi ta xa cách thì điều gì mà cả hai tiếc nuối nhất thì sao? Nhưng mà nếu mà để trong cùng một mối quan hệ thì mình cố gắng mình yêu hết mình và mình sống hết mình, còn sau này có ra sao thì mình nghĩ là nó cũng sẽ ok thôi. Nếu cả hai đi du lịch với nhau, bạn mong muốn đi chơi núi hay đi nghỉ mát ở biển? 1, 2, 3, núi. Lúc nào cũng cãi nhau thì vấn đề là đi núi với đi biển đau đầu quá. Giữa cả hai, ai là người giữ thế chủ động vì sao? 1, 2, 3. Đây chứ này. Hello. Hãy nêu ra 3 điểm mà bạn thích ở đối phương. Bia 2 thích cái tính cách rất là hiền ấy, mà trầm lắm, trầm cực kỳ luôn. Thứ ba là yêu em. Nếu được dịp mời bất kỳ ai đi ăn chung với nhau, bạn nghĩ đối phương sẽ mời ăn? 1, 2, 3. Lê Nghĩa. 1, 2, 3. Hãy liệt kê 3 điểm có vẻ là điểm chung giữa bạn và đối phương. Ăn cay này, đánh bia này, đúng không? Ăn thì phải ăn rất là nóng nhưng uống thì uống rất là lạnh. Tính ra là bọn mình cũng ok đấy chứ. Bye bye.